Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 11, Công an thành phố Lào Cai phối hợp cùng đội quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra, thu giữ lô hàng kẹo trái cây 7 màu không rõ nguồn gốc. Vào hồi 15 giờ 20 phút, tổ công tác của đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an thành phố Lào Cai khi làm nhiệm vụ tại khu vực đường Ngô Văn Tở thuộc tổ 30 phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, phát hiện một nam thanh niên vận chuyển các thùng cát tông có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong 6 thùng là các sản phẩm kẹo hoa quả các loại. Trên bao bì có ghi chữ VC Refreshing Candy. Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng là Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại tổ 20, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đối với số hàng hóa nói trên. Thắng khai nhận đã mua thu gom từ một số tiểu thương trên địa bàn thành phố từ thời điểm giữa tháng 11 năm 2023, dự định đi bán tại các điểm bán hàng ăn vặt gần các cổng trường học với mục đích kiếm lời. Tuy nhiên, chưa kịp tiêu thụ thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ. Trước đó, qua công tác nắm thông tin trên mạng xã hội, ở một số địa phương có tình trạng học sinh bị ngộ độc do ăn phải các loại kẹo không rõ nguồn gốc. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ đã phối hợp cùng đội quản lý thị trường số 1 thành phố Lào Cai và công an các phường ra soát kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh kẹo tại khu vực cổng các trường học trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, không phát hiện có bán loại kẹo nói trên, lực lượng chức năng đã yêu cầu các cửa hàng ký cam kết bán các sản phẩm theo đúng quy định của pháp luật. Thị xã Sapa vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của thị xã Sapa đã được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả. Quan tâm làm tốt chính sách xã hội, hậu phương quân đội, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới, công tác xây dựng lực lượng vũ trang và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân có nhiều tiến bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và cả hệ thống chính trị. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ kết quả đã đạt được, những nội dung còn hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm để quán triệt triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024. Giai đoạn 2013-2023, quần chúng nhân dân trong tỉnh đã cung cấp 2.139 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, trong đó 960 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng đấu tranh với tội phạm, nhất là tội phạm mua bán người. Giai đoạn này, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống mua bán người cũng được đẩy mạnh, lồng ghép tổ chức với gần 36.400 buổi, thu hút gần 1,1 triệu lượt người tham gia. Tổ chức 18 diễn đàn về phòng chống mua bán người thu hút hơn 18.700 lượt người dân, giáo viên và học sinh sinh viên các trường học trong tỉnh tham gia. Cấp phát hơn 40.000 cuốn tài liệu, sổ tay, bài học từ những câu chuyện về mua bán người. Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân. Từ đó, nhân dân tích cực cung cấp thông tin, giúp lực lượng chức năng đấu tranh có hiệu quả với tội phạm buôn bán người qua địa bàn. Thưa quý vị, gạch bê tông siêu nhẹ là lựa chọn ngày càng phổ biến trong ngành xây dựng. Là một bước tiến của công nghệ, loại gạch này có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ môi trường. Mới đây tại thành phố Lào Cai đã có công trình trường học đầu tiên được phê duyệt sử dụng gạch bê tông siêu nhẹ để nâng cấp và mở rộng trường. Dự án mở rộng và sửa chữa trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Kim Tân có tổng kinh phí 13,5 tỷ đồng. Với các hạng mục xây mới nhà lớp học, cải tạo nhà hiện có, mở rộng bếp ăn, xây dựng nhà bảo vệ cùng các hạng mục phụ trợ. Công trình sử dụng 100% gạch bê tông nhẹ với các ưu điểm như cách âm, cách nhiệt hiệu quả và khả năng chống cháy tốt. Về cái ưu điểm là cái gạch này rất là nhẹ. Cái tỉ trọng của nó chỉ chiếm khoảng 1/3 so với gạch đỏ thôi. Đấy, tỉ trọng của nó là rơi khoảng 1 mét khối này nó rơi khoảng 600 đến 650 cân trên một mét khối. Trong khi đó gạch đỏ của mình đang sử dụng rộng rãi cũng tùy thuộc vào kích thước và có gạch là gạch đặc hay gạch có lỗ nó rơi vào khoảng 1.000 đến 1.500 trên một mét khối. Bê tông nhẹ được gắn kết bằng hồ dán đặc chủng giúp đảm bảo chắc chắn cho quá trình thi công và chịu lực. Loại vật liệu này rất phù hợp với các công trình sửa chữa, mở rộng, nâng cấp do khả năng giảm tải trọng cho móng và nền nhà. Việc xây tường bằng gạch bê tông nhẹ cũng rất thuận tiện và nhanh chóng hơn việc xây tường thông thường. Năng suất lao động tăng hơn do khối lượng nhẹ của gạch.
giúp thuận lợi trong việc vận chuyển, giảm số lượng nhân công tham gia thi công trực tiếp mà vẫn đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Thi công về cái vật liệu này thì là cũng về các bước về thi công thì nó cũng gần giống như là của cái gạch kia, nhưng mà có một cái đó là nhân công, năng suất lao động của nó là sẽ tăng hơn bởi vì do cái khối thể tích của nó nhanh hơn là so mình xây gạch kia. Công trình dự án mở rộng sửa chữa trường tiểu học Lê Văn Tám khi hoàn thành sẽ đáp ứng tốt hơn điều kiện giảng dạy và học tập, đồng thời duy trì nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia. Việc sử dụng gạch bê tông nhẹ trong công trình này không chỉ mang đến hiệu quả trong xây dựng mà còn góp phần vào việc sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, phù hợp với Nghị định 09/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng. Đây là bước tiến quan trọng trong việc bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường, đồng thời tiết kiệm tài nguyên trong ngành xây dựng. 1,9 tỷ đồng là tổng kinh phí Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai dành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2023. Từ nguồn kinh phí này, 60 máy ấm công đoàn đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa cho đoàn viên người lao động, với mức 40 triệu đồng đối với một nhà xây mới và 20 triệu đồng đối với một nhà sửa chữa. Các cấp công đoàn đã chủ động nắm bắt tình hình, rà soát các trường hợp khó khăn, đủ điều kiện, kịp thời hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà máy ấm công đoàn. Qua đó giúp đoàn viên người lao động có nhà ở sớm ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, lao động, sản xuất. Phấn đấu đạt mục tiêu đón hơn 8 triệu lượt khách trong năm 2024, các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch sẽ được Lào Cai tập trung thực hiện ngay từ đầu năm. Ngay đầu năm mới, ngành du lịch sẽ tổ chức một số hoạt động đón khách du lịch đầu tiên đến Lào Cai. Tiếp đó là đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch trong khu vực Tây Bắc, Nam, Trung Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và đặc biệt là các tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh. Đối với thị trường khách quốc tế, đặc biệt ưu tiên khách Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan. Sau đó là hướng tới thị trường khách tới từ Trung Đông, Ấn Độ. Tính đến đầu tháng 11, tỉnh Lào Cai đón gần 7 triệu lượt du khách, trong đó có khoảng 500.000 lượt khách quốc tế. Con số này đã vượt qua kỳ vọng của ngành du lịch, phần nào cho thấy hiệu quả rõ nét của công tác xúc tiến quảng bá du lịch thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn, nhằm quảng bá hình ảnh du lịch ở xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên trên các nền tảng mạng xã hội có chọn lọc và hiệu quả, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể đã chủ động hướng dẫn người dân, đặc biệt là các hộ làm dịch vụ homestay trên địa bàn, kỹ năng tự quảng bá du lịch. Mới đây, nhóm phụ nữ ở xã Nghĩa Đô đã được chuyên gia tập huấn kỹ năng sử dụng phương tiện điện thoại, mạng xã hội, cách nhận diện, chọn lọc nét đẹp đặc trưng để quảng bá du lịch địa phương. Sau tập huấn, những kiến thức này sẽ được tiếp tục hướng dẫn cho các hộ làm du lịch cộng đồng trên địa bàn. Tôi thì có rất là nhiều cái nét để quay lên trang mạng xã hội, nhưng tôi phải chọn cái đặc sắc nhất để tôi sẽ hướng để chụp ảnh gửi lên mạng xã hội để khách người ta biết để đến nhà tôi. Mặc dù là bà con đã có những cái phương tiện để chụp ảnh rất là hiện đại rồi, như điện thoại cũng có những người có cả máy ảnh, tuy nhiên là mọi người vẫn chưa biết chất lọc hình ảnh ấy. Vậy thì sau cái lớp tập huấn thì mọi người đã biết cách sử dụng cái máy ảnh của mình để lựa chọn cái góc chụp cũng như là ánh sáng chụp tốt hơn. Cái thứ hai là những cái góc chụp ở trong gia đình ấy thì mọi người đã biết chọn lọc, đã biết loại những cái không cần thiết hoặc là biết chọn lọc những cái hình ảnh mà để tuyên truyền về truyền thống hay là những cái đặc sắc của Nghĩa Đô nhiều hơn. Xã Nghĩa Đô hiện có khoảng 30 homestay của người dân địa phương, trong đó có hơn một nửa hoạt động hiệu quả, mang lại nguồn lợi kinh tế cho gia đình. Việc định hướng quảng bá du lịch trên các nền tảng mạng xã hội, chú trọng đến giữ gìn bản sắc văn hóa, cảnh quan, môi trường, thiên nhiên, sẽ cho du khách có cái nhìn thân thiện về điểm đến Nghĩa Đô, từ đó lựa chọn cho nhu cầu du lịch của mình. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo định hướng cho các ban ngành đoàn thể, rồi thậm chí đoàn thanh niên, hội phụ nữ vào cuộc để hướng dẫn người dân sử dụng cái mạng xã hội một cách hiệu quả và biết cách là chụp ảnh rồi tự quảng bá những cái tiềm năng thế mạnh của gia đình cũng như của địa phương để nhằm quảng bá cho hình ảnh Nghĩa Đô và quảng bá cho chính hình ảnh của những hộ làm dịch vụ homestay trên địa bàn. Nghĩa Đô đã được tỉnh Lào Cai công nhận là điểm du lịch từ tháng 9 năm 2021. Với nỗ lực quảng bá du lịch qua nhiều kênh khác nhau,
nét đẹp của vùng đất đậm sắc màu văn hóa Tày với những nghề truyền thống, phong tục tập quán, dân ca dân vũ, những món nhà sàn truyền thống đang ngày càng lan tỏa, mời gọi du khách gần xa. Tiếp tục chương trình là những thông tin thời sự trong nước đáng chú ý. Hội chợ việc làm cho người lao động Việt Nam từng được làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản trở về nước vừa được tổ chức tại Hà Nội. Theo tổng hợp, có 47 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trên hệ thống sàn giao dịch việc làm Hà Nội tại hội chợ với 1.568 chỉ tiêu. Trong đó có 13 doanh nghiệp có vốn đầu tư của Hàn Quốc và 3 doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhật Bản. Sau hơn 19 năm triển khai thực hiện các chương trình phi lợi nhuận của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đến nay đã có hơn 127.000 lượt lao động Việt Nam được gửi đi làm việc tại Hàn Quốc và gần 9.000 lượt lao động sang thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản. Đây đều là lực lượng lao động có kinh nghiệm, ngoại ngữ và tác phong công nghiệp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nước tuyển dụng. Vượt qua 30 mẫu gạo của hơn 10 quốc gia dự thi, gạo ST25 của Việt Nam đã đạt giải nhất tại hội thi gạo ngon nhất thế giới lần thứ 15 do The Rice Trader tổ chức. Trong khuôn khổ hội nghị thương mại lúa gạo toàn cầu diễn ra tại Cebu, Philippines vào ngày 30 tháng 11, như vậy, lần thứ 2, thương hiệu gạo Ông Cua ST25 của anh hùng lao động Hồ Quang Cua đạt giải gạo ngon nhất thế giới. Mẫu gạo ST25 dự thi gạo ngon nhất thế giới năm nay được trồng trên quy mô 2,6 hectare dọc theo kênh Tiên Cường thuộc ấp Tiên Cường, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng vào vụ hè thu 2023. Từ ngày 30 tháng 11 đến hết ngày 4 tháng 12, Hội chợ Thương mại Du lịch Quốc tế Việt Trung lần thứ 15 được tổ chức tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh với chủ đề Hợp tác hữu nghị liên kết phát triển. Tham gia hội chợ có hơn 400 gian hàng, trong đó có 100 gian hàng của các doanh nghiệp Trung Quốc. Các mặt hàng trưng bày giới thiệu và quảng bá tại hội chợ đa dạng, chất lượng cao, chủ yếu là sản phẩm OCOP, hàng nông sản, lâm, hải sản, thủy sản, hàng hóa có thế mạnh, xuất khẩu thuộc các vùng miền của Việt Nam và Trung Quốc. Hội chợ là cầu nối để các doanh nghiệp hai bên tìm kiếm đối tác, liên doanh, liên kết mở rộng thị trường, tăng cường hoạt động xúc tiến, mở rộng đầu tư và phát triển du lịch. Ngày 30 tháng 11 tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, hội nghị thượng đỉnh lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 đã chính thức khởi động quỹ bồi thường cho các quốc gia dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu. Được nhất trí trong một thỏa thuận mang tính bước ngoặt tại hội nghị COP27 ở Sharm El-Sheikh hồi năm ngoái, quỹ trên đã chính thức được khởi động trong ngày họp đầu tiên của hội nghị COP28 ở Dubai sau các cuộc đàm phán căng thẳng về các cơ chế của quỹ. Theo thỏa thuận, quỹ sẽ tạm thời được đặt tại Ngân hàng Thế giới WB. Chủ tịch COP28 cho biết đây là lần đầu tiên một quyết định được thông qua ngay trong ngày họp đầu tiên của hội nghị COP và với tốc độ nhanh chưa từng thấy, mang tính lịch sử. Armenia và Azerbaijan đã nối lại các cuộc đàm phán về biên giới chung sau một thời gian đình trệ kể từ khi Baku giành lại khu vực Nagorno-Karabakh. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Phó Thủ tướng Armenia cho biết các ủy ban về phân định biên giới của Armenia và Azerbaijan do Phó Thủ tướng Armenia và người đồng cấp Azerbaijan làm chủ tịch đã bắt đầu vòng đàm phán thứ 5. Những tuần gần đây, Armenia và Azerbaijan đều tuyên bố sẵn sàng ký thỏa thuận hòa bình nhằm khép lại hàng thập kỷ xung đột ở Nagorno-Karabakh, vùng núi nằm sâu trong lãnh thổ Azerbaijan, nhưng có đa số người dân sinh sống là gốc Armenia. Các cuộc đàm phán hòa bình do quốc tế làm trung gian trước đó đã không tạo ra bước đột phá. Tiến trình hòa bình bị đình trệ sau khi Azerbaijan từ chối các cuộc gặp dưới sự trung gian của Liên minh châu Âu EU và Mỹ vì cáo buộc có sự thiên vị dành cho Armenia. Nguồn tin quân đội Niger cho biết hơn 1.300 binh sĩ Pháp đã rời khỏi Niger, một phần trong quá trình rút quân của Pháp ở quốc gia Tây Phi này. Theo nguồn tin trên, hơn 1.300 binh sĩ Pháp cùng với hơn 80% vật tư chiến tranh đã đi về phía thủ đô của Cộng hòa Chad, quốc gia láng giềng phía đông của Niger. Việc rút quân này diễn ra theo đúng chương trình nghị sự đã được chính quyền Niger công bố trước đó. Thông cáo báo chí chính thức của Niger cũng cho biết đoàn xe đầu tiên của binh lính Pháp đóng tại Niger đã khởi hành từ ngày 10 tháng 10 dưới sự hộ tống của lực lượng an ninh và quốc phòng Niger.
Quan hệ giữa Pháp và Niger xấu đi kể từ khi quân đội Niger lên nắm quyền vào tháng 7 năm nay. Tháng 9 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rút đại sứ và binh sĩ Pháp khỏi Niger. Ngày 30 tháng 11, chính phủ Anh cho biết 11 tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới đã cam kết tăng cường xử lý hành vi lừa đảo trực tuyến tại nước này. Đây cũng là thỏa thuận quy mô lớn đầu tiên trong lĩnh vực an ninh mạng, điều mà giới chức Anh cho rằng sẽ bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả hơn. Theo đó, các tập đoàn công nghệ gồm Amazon, eBay, Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, Musk Group, Microsoft, Snapchat, TikTok và YouTube đã ký thỏa thuận chống gian lận trực tuyến với chính phủ Anh. Theo thỏa thuận, các hãng cam kết sẽ hành động cứng rắn hơn trong vòng 6 tháng để ngăn chặn và loại bỏ những hành vi lừa đảo trên các nền tảng của họ như quảng cáo sai sự thật và lừa tình để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Thỏa thuận này cũng sẽ giúp ngăn chặn người dùng là trẻ em tiếp cận các quảng cáo sản phẩm giới hạn độ tuổi như rượu. Những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.